Đây là cái sản phẩm và kính mắt co giãn từ tính ạ, của thương hiệu là Biomax ạ. Biomax của Nga thì là Fairfood, có rất nhiều các cái sản phẩm của cái hãng này, từ đai nỉ bụng đá nóng này, đai lưng đá nóng này, rồi đai đầu gối đá nóng này, túc mani đấy. Thì các cái sản phẩm của cái hãng này họ thiên về cái là vật lý trị liệu đấy. Họ sẽ sử dụng các cái đặc tính của nam châm từ tính và kết hợp với những cái loại đá tự nhiên, ví dụ như là đá túc mani ấy, để giúp cho cái vấn đề là giảm tải việc chúng ta là lạm dụng thuốc giảm đau chẳng hạn, hoặc là chúng ta sẽ có những cái cách mà hoàn toàn tự nhiên để kéo dài cái tuổi thọ và tăng cái giảm tải các cái bệnh tật, và cũng như là giảm tải việc cái sử dụng thuốc bằng việc là sử dụng những cái ứng dụng của từ trường trong cái cơ thể. Thì cái kính mắt này nó có tác dụng như nào? Tức là kính mắt này thì nó sẽ giúp là, đặc biệt là đối với những người làm việc trong văn phòng chẳng hạn, trưa chúng ta muốn ngủ trưa một lúc chẳng hạn, thì cái việc mà ngủ trưa xong rồi chúng ta cảm thấy là khi dậy nó rất là đau đầu và mệt mỏi. Tuy nhiên là cái việc dùng các cái kính mắt như này ấy, giúp chúng ta đi vào giấc ngủ tốt hơn, và khi mà ngủ dậy chúng ta sẽ giảm tải được cái việc đau đầu hoặc là khó chịu hoặc là cảm thấy mệt mỏi sau cái giấc ngủ trưa đó. Và tất nhiên đó là chỉ là một trong những cái trường hợp ứng dụng thôi, còn rất nhiều các trường hợp khác. Và cái mục đích sử dụng của nó ở đây đó là nó giúp cho là tăng cái giảm đau đầu mất ngủ này, đồng thời nữa là nó kích hoạt lên các cái điểm sinh học ở trên khuôn mặt đấy để phục hồi cái năng lượng sinh học của cơ thể này, và tăng cái cường cái lưu thông máu để giúp cho là ngăn ngừa vấn đề về nếp nhăn ở vùng mắt này, nâng cơ vùng mắt này, và đồng thời nữa là để kéo dài cái tuổi thọ, giảm quầng thâm mắt ấy, nó sẽ lưu thông máu tốt hơn, thì cái việc là giảm quầng thâm mắt tốt hơn. Ví dụ như là khách của bên mình cũng đã từng dùng ấy, thì cũng phản cảm rất là tốt. Đúng rồi, thấy mặt nó sẵn ra chị, em bị cận thị mà. Khách họ dùng họ cũng thích mà. Dạ dạ. Thấy mắt nó sáng ra chị. Mắt nó sáng ra mà ngủ ngon hơn mà giảm buồn thâm á, em cảm thấy gì đó. Đó cái kính mắt ấy, khách dùng nói chung là phản hồi rất là tốt. Cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu về cái vấn đề là cơ chế của nó là sử dụng cái đặc tính là từ tính vật lý trị liệu của cái từ trường thì là nó sẽ khi mà nó sẽ kích hoạt cái quá trình lưu thông máu, thì tất nhiên là quá trình lưu thông máu tốt thì giúp cho oxy và dinh dưỡng vào được các cái tế bào tốt hơn, từ đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chúng ta sẽ cảm thấy là khỏe mạnh hơn. Thành ra là các bạn có thể nghiên cứu thêm về các cái sản phẩm như thế này để có cho mình được những cái công cụ tốt nhất cho cái cuộc sống của mình ạ.